Thời điểm hiện tại đang là đỉnh dịch của bệnh sốt xuất huyết. Cả nước đã ghi nhận gần 60.000 ca mắc, trong đó có 15 ca tử vong. Số ca mắc tập trung chủ yếu ở tại khu vực Đông Nam Bộ, miền Trung và Hà Nội. Đặc biệt là số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đang tăng nhanh và diễn biến bất thường do không khí ẩm ướt, mưa nhiều, sản sinh ra nhiều ổ muỗi gây bệnh. Do lo sợ nguy cơ lây nhiễm chéo khi mà hầu hết các bệnh nhân đều trở nên quá tải vì số ca nhập viện tăng vọt, nhiều người khi chớm có dấu hiệu nhiễm bệnh đã chọn cho mình phương pháp là điều trị tại nhà. Tuy nhiên, những bệnh nhân sốt xuất huyết theo dõi tại nhà thì cần phải chú ý những điều gì? Ghi nhận sau của phóng viên tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Sau 5 ngày điều trị tại nhà mà vẫn chưa hết sốt, hôm nay cháu gái con chị Hoa được đưa trở lại viện để kiểm tra tình hình sức khỏe. Trước đó, khi thấy con gái có dấu hiệu sốt cao, chị Hoa đã đưa cháu vào khám tại khoa nhi Bệnh viện nhiệt đới Trung ương và được bác sĩ tư vấn nên điều trị tại nhà. Cũng cho cháu uống hạ sốt rồi là cả uống nước Oron rồi là uống các nước mát, nhưng mà cháu vẫn thấy đau bụng và buồn nôn. Rồi các cái dấu hiệu của cháu thì lên cho cháu nhập viện. Chị thấy cháu có những biểu hiện như đau bụng với ấy nên chị cho cháu quay lại bệnh viện để kiểm tra lại và để bác sĩ khám và xét nghiệm thêm. Các bác sĩ cho biết nên điều trị tại nhà với những trường hợp sốt xuất huyết ở giai đoạn đầu khi dấu hiệu lâm sàng tương đối ổn định. Nếu đã chuyển qua giai đoạn nguy hiểm, thường xảy ra từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, thì phải nhập viện để điều trị nội trú nhằm hạn chế những biến chứng trầm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Khi điều trị ngoại trú, người nhà cần phải theo dõi bệnh nhân sát sao, thực hiện chế độ ăn uống theo đúng chỉ định của các bác sĩ. Cụ thể ăn uống thì chúng ta chú ý này này, ăn lỏng, dễ tiêu, nhiều chất dinh dưỡng, phải cân đối giữa đạm, tức là thịt đấy, thịt nạc, đường, gạo, mỡ và rau. Khi biết mình bị sốt xuất huyết thì bệnh nhân cũng không nên lo lắng lắm. Trong cái 3 ngày đầu thì thường là chỉ có sốt cao và mình có thể dùng thuốc hạ sốt và uống Orezon tại nhà, không cần thiết phải nhập viện. Trong quá trình mình uống Orezon và hạ sốt tại nhà đến ngày thứ tư thì thường bệnh nhân sẽ diễn biến nặng từ ngày thứ tư trở đi. Nếu mà bệnh nhân thấy mình thứ nhất là nôn nhiều, thứ hai là người mệt, lả lướt, ly bì thì mình có thể nhập viện ngay, hoặc là thấy xuất hiện chảy máu cam, chảy máu mũi hoặc có dấu hiệu xuất huyết ở đâu đấy thì là mình cần phải đến ngay bác sĩ để được điều trị hỗ trợ. Khi bệnh nhân ở nhà không nên tự truyền dịch, tự thuê người mà không có chuyên môn đến truyền dịch tại nhà. Có thể mình không tử vong vì cái bệnh sốt xuất huyết mà lại tử vong vì sốc do truyền dịch. Hiện Hà Nội có gần 8.500 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó có 4 trường hợp tử vong. 90% trường hợp đã được điều trị khỏi, hơn 800 trường hợp đang điều trị. Dự báo các tỉnh phía Bắc vẫn chưa bước vào mùa dịch bệnh sốt xuất huyết, vì thế số người nhập viện còn có thể tiếp tục tăng lên. Thống kê cho thấy 70% các ca tới khám sốt xuất huyết là ở dạng sốt xuất huyết đen ghiu thể nhẹ, có thể điều trị tại nhà. Dù vậy, người dân vẫn không thể chủ quan. Điều trị tại nhà thì vẫn cần phải có sự theo dõi sát sao và giám sát chặt chẽ của các bác sĩ.